Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Tin cực vui vụ di đan thay Ten Hag, rõ ba sát thủ trong tầm ngắm của MU. Ten Hag ngần đầu thừa nhận sai lầm khiến MU sa sút và còn rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Rõ ba siêu sát thủ trong tầm ngắm của MU. Erik Ten Hag muốn ký thêm tiền đạo đẳng cấp để hỗ trợ cho tài năng trẻ người Đan Mạch. Theo Daily Mail, MU đã có sẵn trong tay danh sách các mục tiêu tiềm năng đáng kể nhất là ba trường hợp Victor Osimhen, Ivan Toni và Mendy Taremi. Trong số này, Taremi của Porto phù hợp với nguồn ngân sách vừa phải, tiền đạo Iran sẽ hết hạn hợp đồng với Porto vào cuối mùa 2023-2024. Tin cực vui vụ Zidane thay Ten Hag. MU đang liên hệ với Zinedine -Zi Zidane trong một thương vụ thay thế Erik Ten Hag. Đây là tính toán của ông chủ mới Sir Jim Danifi, sau khi tiếp quản thành công 25% cổ phần của đội chủ sân Old Trafford sau chuỗi kết quả đáng thất vọng ở đấu trường C1 và phong độ tròi sụt ở ngoài hạng Anh, Erik ten Hag đang nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ và niềm tin của lãnh đạo câu lạc bộ đang ngày một giảm dần. Và vị tỷ phú người Anh đang có kế hoạch cụ thể nhằm tái thiết hoàn toàn đội bóng với cơ cấu và cách xây dựng mới. Nhân lực là điều đầu tiên mà ông chủ 70 tuổi thực hiện. Theo The Miros, sau khi tiếp quản thành công 25% của phần MU và sẽ là người đảm nhiệm vai trò chuyển nhượng của đội bóng, việc đầu tiên mà vị tỷ phú 70 tuổi làm là liên hệ với Zidane cùng một lời mời hấp dẫn dành cho vị huấn luyện viên người Pháp nếu đồng ý ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân vận động Old Trafford. Tờ báo này khẳng định dù chưa gật đầu đồng ý, tuy nhiên Jiju cũng không hề từ chối thẳng thừng giống với những lời đề nghị trước đó mà ông nhận được từ các câu lạc bộ khác trước đây. Zidane được coi là người đi đầu để thay thế Eric Ten Hag với tỷ lệ 2 trên 7 và mới đây cựu đồng đội người Pháp Emmanuel Petit đã tiết lộ Zidane đã học tiếng Anh trong năm nay để chuẩn bị cho bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của ông. Như vậy, Betis đã loại bỏ trở ngại quan trọng nhất mà Zidane từng nói nếu được dẫn dắt một đội bóng ở Anh cụ thể là MU. Ten Hag lần đầu thừa nhận sai lầm khiến MU sa sút. Chia sẻ với tờ The Atlantic, một đại diện giấu tên được mô tả có quan hệ rất thân thiết với Ten Hag cho biết thuyền trưởng MU bắt đầu cảm thấy sai lầm với những tân binh mà ông chưa bỏ về Old Trafford. Erik Ten Hag đã đánh giá sai chất lượng của những tân binh mà ông ấy đem về khi so với những phẩm chất cần thiết để chơi bóng ở ngoài Anh. Tôi đánh giá ông ấy rất tốt với tư cách là một huấn luyện viên, nhưng nếu ông ấy có một giám đốc thể thao giàu kinh nghiệm bên cạnh như Mark Overmars ở Ajax, mọi chuyện có lẽ đã khác. Man City có Pep Guardiola và Tiki Benjamin, còn ở MU họ có Eric và Ai. Theo người đại diện nói trên, chính những bản hợp đồng mà Ten Hag đem về đội lại đang cản trở sự tiến bộ của MU. Vào mùa hè vừa qua, quỷ đỏ đã mang về những đá bút hoi Andre Onana và Mason Mao, trong khi Sofian Amrabat And được mượn từ Fiorentina. Tuy nhiên, những tân binh này lại chưa thể nâng quỷ đỏ lên một tầm cao mới. Ở trường hợp gây tranh cãi nhất phải được kể đến Anthony, cầu thủ người Brazil được đưa về từ Ajax với mức giá 85 triệu bảng nhưng định giá thực chỉ có 25 triệu bảng. Ở mùa giải này, Anthony được trao cơ hội ra sân 21 lần trên mọi đấu trường nhưng đóng góp của anh ấy cho MU chỉ là con số 0. Theo kiệu danh thủ Rio Ferdinand, việc Anthony thi đấu một màu chỉ biết dây bóng, cố đưa bóng sang chân thuận rồi sút hoặc chuyển về, đang báo hại chính người đồng đội Hoynun bị đói bóng trong vòng cấm, hệ quả cầu thủ người Đan Mạch phải mất 15 vòng đấu mới có bàn thắng đầu tiên ở ngoài hạng Anh. Chủ mới MU gặp ác mộng với Casemiro. MU nên kế hoạch bán tiền vệ người Brazil, anh đang gặp khó khăn cả về phong độ và mặt thể lực trong mùa giải này. Casemiro được cho bị hấp dẫn bởi đề nghị béo bở chuyển đến Ả Rập Saudi, trong khi PSG cũng đang có liên hệ với cầu thủ 31 tuổi này. Nhưng theo dân săn, Sergio Zaccanip vốn đang tiếp quản mạng bóng đá ở Oxford, đã gặp phải cơn ác mộng về kế hoạch bán Casemiro. Tỷ phú người Anh đã biết về mức lương 350.000 bảng trên một tuần của Casemiro, trong khi cầu thủ này còn 2 năm rưỡi trong hợp đồng. Do đó không có nhiều con độc bộ sẵn sàng trả số tiền đó, vì anh sẽ sớm bước sang tuổi 32 và thường xuyên vật lộn với chấn thương trong mùa giải này. Rõ ràng Sơ Jim rất cần ít muốn bán, song không nhiều đội bóng thực sự muốn ra đề nghị chiêu mộ Casemiro. Chiến lược chuyển nhượng của MU đã được chuyển tiếp cho INEO. Và đêm giáng sinh, Man United đã thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với chủ tịch INEO về một giao kèo để chuyển nhượng 25% cổ phần. Tuy nhiên, thương vụ vẫn chưa được hoàn tất đầy đủ do cần có một số sự chấp thuận theo quy định bao gồm cả từ ngoại Anh. Với kỳ chuyển nhượng mùa đông đang diễn ra, Man United vẫn chưa thực hiện bất kỳ sự bổ sung mới nào. Điều này đặt ra câu hỏi ai là người đưa ra quyết định về mua bán. Theo nhà báo Diamond tiết lộ rằng trong bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào xảy ra, Ineo có quyền quyết định mặc dù việc tiếp quản vẫn chưa được phê chuẩn chính thức. Phóng viên của tờ cho biết thêm rằng khi hai bên ký thỏa thuận đó, Ineo đã được cho quyền. Vì vậy, cần qua tay Ineo với bất kỳ loại quyết định nào được đưa ra, mặc dù thỏa thuận chưa được phê chuẩn chính thức. Họ sẽ phải được thông báo về bất kỳ thỏa thuận nào được xảy ra. Tôi được biết rằng khi họ ký thỏa thuận, Mặc dù như tôi đã nói, nó chưa được phê chuẩn, chiến lược chuyển nhượng đã được chuyển tiếp cho họ. Vì vậy, họ sẽ có tiếng nói về những gì diễn ra trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 này. Top 10 cầu thủ tệ nhất U từ đầu mùa giải. Mọi thứ không diễn ra suôn sẻ trong mùa giải thứ hai của Erik ten Hag tại Old Trafford. MU xếp bét bảng A ở vòng bảng C1 và bị loại khỏi mọi sân chơi châu Âu mùa này. Phong độ nửa nặng nửa mỡ cũng khiến họ đứng thứ 8 ở ngoại hạng Anh, Anh hiện tại. Còn ở Carabao Cup, MU đã bị Newcastle loại từ vòng 1/8. Đứng ở vị trí thứ 10, Victor Lindelof Xếp ở vị trí thứ 10 bằng xếp hạng này là Ninh Cầu thủ này chưa bao giờ gây ấn tượng thực sự kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old vào năm 2017 từ Benfica. Chấn thương liên miên của các trụ cột ở hàng thủ giúp Ninh được ra sân thường xuyên hơn, nhưng cầu thủ người Thụy Điển lại không tận dụng được cơ hội để khẳng định mình. Nhiều cổ động viên MU tự hỏi không hiểu sao một cầu thủ như Ninh lại trụ được ở nhà hát của những giấc mơ lâu tới vậy. Ở vị trí thứ 9 là Johnny Evans, được mang về sân Old Trafford hè 2023 để hỗ trợ hàng phòng thủ có nhiều vấn đề của MU. Ít người mong đợi Evan có thể ra sân thường xuyên, cầu thủ kỳ cựu 35 tuổi cũng có một vài trận đấu xuất sắc, song phần lớn anh không đáp ứng được yêu cầu chơi bóng ở đỉnh cao khi phong độ cao nhất đã ở lại phía sau. Đứng ở vị trí thứ 8 là Rafael Varane, MU đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí tuyến phòng ngự khi Varane là trung vệ thứ ba có mặt trong danh sách Varane đến Oxford với tư cách là một siêu sao sau nhiều năm thành công rực rỡ ở Real Madrid. Tuy nhiên, mùa này trung vệ người Pháp dính chấn thương liên miên và bị Ten Hag đánh tụt hạng, xuống ngồi dự bị thường xuyên, đồng thời sắp phải rời nhà hát của những giấc mơ. 7. Sofian Amrabat Amrabat từng được kỳ vọng sẽ giải quyết nhiều vấn đề cho tuyến giữa của MU, tuy nhiên mọi thứ không diễn ra theo cách mà giới mộ điệu của MU kỳ vọng. Cầu thủ người Maroc đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với quỷ đỏ thành Manchester và không tạo ra được quá nhiều khác biệt ở tuyến tiền vệ. 6. Christian Eriksen Trong số 14 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa, Eriksen chỉ đá chính 8 trận đã cho thấy được bước thụt lùi của anh so với mùa trước. Việc không có thể lực sung mãn dẫn đến Eriksen không có đủ khả năng đảm nhận cả hai vai trò phòng thủ lẫn hỗ trợ tấn công. Sự có mặt của Eriksen thường xuyên trở thành gánh nặng cho đồng đội ở mùa này. Mason Mount bất ngờ được Ten Hag đem về Old Trafford ở hè 2023. Mason Mount đã mang phong độ tệ hại trong mùa cuối cùng khoác áo Chelsea tới MU. Tiền vệ 24 tuổi từng được kỳ vọng sẽ mang đến luồng gió mới trở thành vũ khí mới của quỷ đỏ thành Manchester. Tuy nhiên đến hiện tại anh mới chỉ ra sân 8 trận, 4 trận đá chính, có vòn vẹn một pha kiến tạo và chưa ghi được bàn thắng nào. Facundo Benetti trong mùa giải MU gặp rất nhiều khó khăn trên hàng công, cầu thủ 22 tuổi được trao một số cơ hội, tuy nhiên anh đã không thể tận dụng chúng và vẫn chưa đền đáp được niềm tin mà Ten Hag dành cho. MU đang cân nhắc bán tiền vệ người Uruguay trong tháng 1 năm 2024. Anthony Martial từng là một tiền đạo hứa hẹn nhưng Martial chưa bao giờ thực sự thể hiện được tiềm năng của mình ở MU. Mùa này cũng như những mùa trước, dù ra sân 19 lần trên mọi đấu trường nhưng anh chỉ ghi được hai bàn thắng và đang là vật cản của quỷ đỏ thành Manchester trong nỗ lực cải thiện phong độ. Ramon Hoynun, nếu chỉ dựa vào màn trình diễn của Hoynun ở C1 thì ai cũng nghĩ rằng MU đã ký hợp đồng với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào hè năm 2023. Anh hiện đang chia sẻ ngôi vua phá lưới với Erling Haaland, tuy nhiên Hoynun không có cơ hội để nâng cao thành tích khi MU đã bị loại và phong độ của anh ở ngoài Anh cũng là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tiền đạo 20 tuổi này chỉ mới có vỏn vẹn một bàn thắng ở giải ngoài hạng Anh trong 15 lần ra sân. Nintendo Martinez thật đáng ngạc nhiên khi Martinez là cầu thủ tệ nhất ở MU ở ngoài hạng Anh mùa này. Anh bị xếp tệ nhất về chỉ mới chơi 5 trận ở sân chơi danh giá nhất xứ sở sương mù mùa này vì chấn thương. Đồng thời, mỗi lần ra sân cũng không đạt được phong độ tốt nhất. Điều này trái ngược hoàn toàn với mùa giải năm ngoái khi anh là trụ cột không thể thiếu giúp đội nhà lọt vào top 3 Ngoại hạng Anh Trung cuộc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!